Tân Đảo và Tân Thế Giới, nơi chứa đựng lịch sử gần 100 năm của những người chân đăng Việt Nam. Nơi vành đai núi lửa và động đất giữa Nam Thái Bình Dương từng được mệnh danh là cửa vào thiên đường sẽ được khám phá qua ký sự Tân Đảo do nhóm làm phim của HTV thực hiện. Phát sóng từ ngày 27 tháng 7 năm 2007 lúc 21 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 và phát lại lúc 15 giờ 10 phút các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư trên HTV9. Mời quý khán giả đón xem.